Hello, xin chào bạn, mình đang làm này. Không biết ông bạn nào đã mở được ba chiếc nhẫn ở đây chưa? Còn hiện tại thì mình mới xoay được ra một chiếc thôi, với tỷ lệ là 1% thì để có được ba cái để nâng lên vĩnh cửu thì hơi khó. Hiện tại chúng ta không thể trao đổi cái nhẫn ở map một để cho nhau được các bạn ạ. Trước đây thì sự kiện viên vòng cổ có thể trao đổi được, nhưng lần này thì game không cho trao đổi. Như vậy thì mình đang có khoảng 10k store cái đá ở trong viên sự kiện này, mình sẽ đổi lấy bốn chiếc nhẫn tăng sát thương vũ khí. Các bạn có thể đổi lấy chiếc nhẫn tăng sát thương vũ khí này, hoặc các bạn mà đánh thiên về spell các bạn đổi nhẫn tăng sát thương spell cũng được nha. Rồi sau khi đổi bốn cái thì mình chắc qua map 20 mình sẽ nâng lên vĩnh cửu xem đam tăng khoảng bao nhiêu nhá. Hiện tại đang có 80%. Với chiếc nhẫn này thì chúng ta chỉ cần ba cái nâng vĩnh cửu rồi, đây khá xịn rồi. Còn nhẫn tăng sát thương vũ khí chúng ta cần bốn cái cơ, nên cái nhìn màu mè đẹp hẳn này. Vậy sát thương vũ khí tăng lên 150% và cộng thêm 30% EXP nữa thì các bạn nâng cấp vũ khí đấy, các bạn phu xe. Bây giờ mình sẽ test thử đam của hai chiếc nhẫn này xem cái nào mạnh hơn. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái nhẫn mà tăng 80% sát thương vũ khí này, 80% sát thương spell cộng với 8% sát thương của pet nữa. Sau khi đánh test thử sao em mình đánh con mega chú tẻ mất khoảng bao thời gian, sau đó mình sẽ thay chiếc nhẫn mình mới nâng cấp lên chiếc nhẫn mà tăng 150% sát thương vũ khí đấy, để xem cái nào mạnh hơn mình sẽ sử dụng. Còn nếu mà nâng cấp vũ khí thì mình dùng cái 150 sát thương vũ khí hiện tại mình có, vì nó cộng thêm 30% spell EXP khi chúng ta nâng cấp mà. Đó, bây giờ mình sẽ đánh thử luôn nhé. Đây các bạn đẩy vạch máu này, giờ tụt cũng khá là nhanh. Để máu con mega chú tẻ map 34 này, A35 này nó không có nhiều lắm. Tại vì con mega nó khá là cao nên cảm giác khó nhìn cái thanh máu các bạn. Mình lựa chọn góc mãi mới nó hiện cái thanh máu ra kia một chút này. Máu cũng mất nửa cây rồi. Nhiều chết mình sẽ đứng, mình sẽ ấn stop nhá, xem hết khoảng bao giây. Ok chết rồi. Vậy hết mất 49 giây để giết được một con mega chú tể này. Bây giờ mình sẽ dùng chiếc nhẫn này với tăng 50% sát thương vũ khí thì có xịn sò hơn tăng tất cả 80% hay không. Rồi bây giờ mình sẽ reset lại thời gian và sẽ ấn bắt đầu xem thời gian giết được một con mega chú tể này mất khoảng bao thời gian nhé. Mình không biết là cái phương pháp test này của mình có hợp lý không, bạn nào có phương pháp nào test hợp lý hơn hoặc chính xác hơn có thể comment vào mình test lại thử vậy. Còn hiện tại mình test này thấy nó không có gì thay đổi nhiều lắm các bạn. Bạn thấy máu mất khoảng 20 giây thì máu cũng mất gần nửa cây rồi, không chênh nhau nhiều đâu. Như mình hay thường thay test những con pet ấy, mình thấy mình hay dùng chỉ thay đổi pet thôi, còn tất cả mọi thứ mình giữ nguyên. Còn nếu mình thay đổi các thứ khác thì nó sẽ xáo trộn khá là nhiều. Và như vậy mất khoảng 40 giây rồi. Bốn bảy, bốn tám, bốn chín, vậy 50 rồi, 51, hết khoảng 52 giây. Nó chênh nhau khoảng 3 giây nó chênh nhau khoảng 6% thôi. Bây giờ mình sẽ không dùng bất kỳ không dùng cái nhẫn nào, xem lượng đam nó thay đổi không nhá. Cái nhẫn thực sự có hiệu quả không? Đây các bạn thấy nhá, mình đang không dùng cái nhẫn nào nhá. Mình cũng sẽ đánh con mega số tẩy này, không dùng bất kỳ nhẫn nào cả. Xem mất khoảng bao thời gian. Xem nhẫn thực sự có tác dụng nhiều không. Với lượng tăng 150% sát thương vũ khí thì mình nghĩ nó không có nhiều lắm, nhưng cũng phải có sự đó, gì đó thay đổi. Kể cả chiếc vòng nữa. Với 20 giây rồi thì máu cũng tụt khá là nhiều, thậm chí nửa cây rồi. They say that
couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. 49, 48 giây, 49 giây đi. Như vậy mình không hiểu cái nhẫn có tác dụng gì hay không, hay game đang lỗi, hay nó chưa cập nhật cái cộng thêm đam. Các bạn thấy mình dùng nhẫn và không dùng nhẫn nó tương đương nhau, vẫn thế thôi. Chỉ lệch nhau một chút thời gian chữa hai chiếc nhẫn. Và nếu mà mình không dùng nhẫn thì giết con Mega chú tẻ mất vẫn 49 giây. Không hiểu đâu, không biết thực sự có tác dụng không. Nếu mà sau này chúng ta phải bỏ khá nhiều gian để có thể mua thêm những chiếc nhẫn khác, để có thể nâng cấp nó lên xin 2 cộng. À nên với kiểu đúng các bạn nhé. Yeah. Bây giờ mình cũng sẽ không dùng bất kỳ một cái vòng nào nữa. Bạn thấy cái chiếc vòng cổ này không? Mình cũng sẽ không dùng cái vòng này, sẽ đánh thử thôi, xem chiếc vòng cũng có tác dụng hay không nhá. À, cái này cũng tăng 100% sát thương một ký, gần như tăng 150% tất cả mọi thứ này. Vòng ấy ngày xưa ở cái sự kiện event cũ mình cũng đã đổi đặc và nâng cấp lên vĩnh cửu rồi. Mình cũng sẽ đánh xem mất khoảng bao thời gian. Bây giờ như bạn thấy là mình không dùng hai cái gate quan trọng nhá, một chiếc vòng và chiếc nhẫn nữa, xem đánh con Mega chú tẻ mất khoảng bao thời gian. Nhìn này cảm giác nó vẫn thế rồi các bạn, không gì thay đổi rồi. Với gần 40 giây thì con Mega chú tẻ này cũng đã chết, gần chết rồi. Rồi, vẫn mất 49 giây để mình có thể giết chết con Mega chú tẻ này. Như vậy hai chiếc gate xịn xò nhất, một cái tăng 150% tất cả mọi thứ đam, và một chiếc gate đang xong sự kiện mới đều không có gì thay đổi cả các bạn ạ. Nghĩa là sau này nó có fix lại nỗi này không, hay tăng tỷ lệ đam lên chút không. Cái này thì nó tương đương, nó không bằng một cái skin của con pet. Các bạn thấy rằng hai chiếc ghét tăng đam mạnh nhất mà mình thấy test thử thì đam không hề tăng một chút nào cả. Như vậy cả bộ ghét của mình sẽ như thế nào, các bạn hãy vào test thử đi nhé, xem các bạn test thì đam các bạn có thay đổi nhiều không, hoặc các bạn có thể không dùng bất kỳ cái ghét nào để đánh xem như nào nhé. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi, các bạn đã xem video mình nhé. Các bạn giúp mình một like, một share và nhấn subscribe nha. Bye bye.